Ơi, xin chào các bạn nha. Hôm nay Ok, mình các bạn. sẽ tiếp tục cái trò chơi đó là bí ẩn về tội phạm. Chúng ta sẽ đi và làm tiếp cái nhiệm vụ thứ hai. Đó là tìm cái Tamagotchi. Trong cái nhiệm vụ này chúng ta sẽ có 5 cái phần nhỏ hay các bạn. Thì sau khi Tamagotchi. đã đang quá trình điều tra đối với Plain Cox thì hôm nay chúng ta sẽ đi tìm vật chứng dựa vào những cái lời khai của Plain Cox. Ở phần này chúng ta sẽ trước khi để điều tra cũng như nói chuyện được với Plain Cox thì chúng ta cần làm một cái nhiệm vụ đó là có một cái cốc uống trà ha, cũng là phải làm nhiệm vụ. Right. Ở đây chúng ta vẫn còn ở So. trường đại học nha các bạn. Knife. Đây, bây giờ chúng ta sẽ đi làm ha. Hamburger. Hamburger. Rồi Hamster. Gift. gift món quà Calendar. ha. Knife. Đây, tìm được cái dao rồi. Speed. Knife. This tape. Shakespeare. Cờ tướng. Yeah. Đức thép bằng keo. Paintbrush là Fire. cái sơn nhá, bằng chải sơn. Fire extinguisher, bình chữa cháy. Speed. Whisperin cái phim nữa mà, Pillow. phim Rồi. cái gối. Pillow. Calendar chính là cái cuốn lịch. Lịch thôi. Bowling pin. Nem led. Hamster. Police ID. Tactical glove. Găng tay. Cái Rodolette thì tôi không hiểu nó dạy gì, nhưng mà tôi nhớ cái hình đó các bạn. Nhớ cái hình của cái Rodolette. Candyza, tô kẹo. Honster, này là Rodolette. Giờ chúng ta còn hai từ nữa ha, là cuốn lịch và cái Honster. Đây, coi đâu đây, chúng ta tìm để tìm tìm. Rồi đây, cái cuốn lịch treo trên tường. Còn lại cái Honster. Holster chính là cái băng đeo để dắt cái súng à. LABD. ABD tức là ở đây chúng ta đang ở cái văn phòng thẩm tra, văn phòng điều tra của cảnh sát đó. Ở cái văn phòng điều tra của cảnh sát. Bây giờ sẽ là cuộc trao đổi với Plain Cox. Sau khi chúng ta đã mời ông ta uống một tách trà. Plain Cox đã cung cấp một số cái thông tin rất là quan trọng cho cái cuộc điều tra trong cái vụ án của Raripul này. Ông ta nói về một số cái người được xem là hàng xóm với Plain Cox. Đó là người cha của Jacob Brand. Cha của Jacob Brand thì có liên quan vấn đề tiền bạc đối với Blaine Cox. Và người con trai của bây giờ chúng ta sẽ đi tìm cái này gọi là đi tìm cái footprint, photo footprint, tức là cái dấu dấu chân, cái dấu giày ấy, con dấu giày hả. Chúng ta sẽ quay trở lại trường đại học để tìm cái dấu giày. Cái này nhanh hết các bạn. Đây là hình ảnh là cái bánh donut này, cái thang nè, cái đơ, cái bao gói nè.
Rồi cái túi nè. Đấy, thuyền. Con Lisa. Love. Cái đó chính là cái P-chart, cái bản đồ mảnh. Và cuối cùng là chúng ta còn cái cây này. Cây này tên gì tôi quên. Hồi qua nhiệm vụ tiếp theo chúng ta sẽ biết, sẽ biết cái tên của cái vật đó. Cái tẩu á. Rồi, bây giờ chúng ta có bằng chứng rồi, chúng ta sẽ làm gì đây? Có dấu giày rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục ở lại đây để chúng ta tìm cái sổ tay của Gary Cook, cái daybook, cái lịch làm việc hàng ngày của Gary Cook. Ai, chúng ta bắt đầu à? Để chúng ta tìm. Aquarium, flowers, first aid kit. Well, cái heo, shoes, CDs, Cisco, Eagle, P-chart. P-chart tức là cái bản đồ. Cái bản đồ thành dạng thanh. À, cái đó là cái pattern. Cái tẩu. Pattern là cái tẩu. Calendar. Lịch. Save. À, animal. Poor friend. Dấu chân. Evident bot. Chúng ta còn lại 3 nữa ha. Tìm cái bản đồ push. Decanter. Enter đây tức là cái bình. Cái bình lọc á. Bình này trong vòng thí nghiệm á. Thì charge. Và cuối cùng còn là cái push. Cái push. Push cái gì? Tại xem à, ta còn tới 1 phút nữa là thoải mái rồi. Tôi tìm cái push. Oh, chúng là cái bức tượng mà. Đúng rồi, push là cái bức tượng. Oh, chúng ta hoàn thành phần thứ tư rồi ha. Trong đây thì chúng ta phát hiện ra một cái chữ G. À. G. Đó là một cái lời, đó là một câu hỏi chúng ta cần phải giải để đáp. Hello Joshi K, hello Chatan, Chatan Jensen.
đi làm nhiệm vụ tiếp thôi. Tiếp theo là chúng ta đi tìm cái máy ghi âm, voice recorder. Vẫn là ở trường đại học thôi các bạn. Trước đây Cisco Raccoon không, cái đó là donut shoes giày bình hoa trước. Tìm cái xây trước, cái sắt. Bình hoa, bình hoa sao không lít, bình hoa flowers hết hermet electric farm post. À cái này nãy tôi chơi rồi nhớ. Checks evident đó. Calendar cung lịch đầm bèo. Check bằng cởi búa đầm bèo. Envelope ở trên đây thì aquarium đấy, đúng rồi. Mannequin bức tượng, còn lại cái can. Can là cây gậy kìa. Cây gậy không biết cây gậy rồi. Ken không rồi, cây gậy lên đúng rồi. Ok tâm lý. Chúng ta hoàn thành có luôn cả cái nhiệm vụ phụ ở trên, phần phụ ở trên nữa. Ok chúng ta hoàn thành cái 5 phần của cái nhiệm vụ thứ hai này. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ quay về chỗ cái văn phòng của cảnh sát ha, để làm việc với Gencock. Vụ này làm cũng nhanh ha. Qua cái nhiệm vụ tiếp theo ấy, thì bắt đầu nó sẽ có những cái độ khó nhất định hơn ha các bạn. Đấy. Ta nhận thôi, hoàn thành cái nhiệm vụ ở Tamagotchi này. Ok. Cái evidence board là chúng ta chưa có hoàn thành. Evidence board thì ở Tamagotchi này chúng ta mới có hoàn thành được phần thôi nha. Cái in ok chúng ta sẽ dừng cái video đây ha. Chúng ta sẽ chờ để tiếp tục, chúng ta thực hiện tiếp cái nhiệm vụ tiếp theo trong cái phần
nhiệm vụ thứ ba nha. Xin chào.